đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào anh Vũ. Chào Minh Châu. Còn một cái công việc mà anh muốn nhắc em, hồi nãy giờ em có kiểm tra hộp thư thoại chưa? Trời, anh Vũ để không mình nhắc có thể bắt đầu chương trình ngày hôm nay chứ. Em xin lỗi anh Vũ, mấy nữa thì em quên mất, để em chút nha. Alo, xin chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, chào đầu bếp, chào MC. Em là Mỹ Ly, em là sinh viên lên thành phố Hồ Chí Minh trọ học. Chương trình biết đó, sinh viên xa nhà như chúng em thì hay ăn uống qua loa thất thường, lại còn ăn hàng quán nhiều, toàn đồ chiên xào, không đủ chất mà nặng bụng khó tiêu nữa. Nên hôm nay em nhờ chương trình Món Ngon Mỗi Ngày giới thiệu cho em món nào giúp tiêu hóa tốt, giàu dinh dưỡng mà còn dễ làm nữa nha. Em cảm ơn chương trình. Đúng rồi. Đúng là cái sinh viên thì có những bữa ăn thì đôi lúc không có được đầy đủ lắm. Theo yêu cầu của bạn này thì một món ăn ngon thì đương nhiên rồi. Và giúp dễ tiêu hóa nữa. Thế anh Vũ đã có cái ý tưởng gì chưa? Anh nghĩ rằng là mình sẽ làm một món ăn mà dùng phương pháp là hấp đi. Hấp thì sẽ không có chiên xào dầu nhiều. Cái thứ hai là mình nên dùng những món ăn có sử dụng nhiều khoai nè. Các loại khoai thì thường có nhiều chất xơ, sẽ giúp tiêu hóa tốt cũng như thải đi được cholesterol có hại. Và tinh bột của khoai thì cũng rất là dễ tiêu hóa em à. Anh ơi, món hấp mà dùng khoai đừng nói khoai hấp nha. Không phải đâu các bạn à. Thưa các bạn, món ăn ngày hôm nay của chúng ta rất là đặc sắc, do đó có tên gọi là chả khoai hấp. Thưa các bạn, để làm món chả khoai hấp thì nguyên liệu chúng ta cần có 100g khoai mỡ, 100g khoai môn, ít ngò rí, 80g thịt băm, 50g tôm sú các hạt lựu, 10g nấm mèo các sợi, một quả trứng gà, một số gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Nguyên liệu chúng ta đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị khâu sơ chế. Hai loại khoai này anh sẽ cắt khoảng 2 cm. Khoai môn anh cắt khoảng 2 cm luôn ha. Nhưng mà cho em hỏi nè, nếu như mà mình dùng một loại khoai khác chứ không phải dùng hai loại khoai này được không? Một cái câu hỏi rất là tinh ý, rất là hay. Thưa các bạn, đối với món chả khoai này thì các bạn có thể dùng khoai loại khoai khác cũng được, tùy theo sở thích của mình. Dạ. Ví dụ như là khoai tây nè, khoai sọ hoặc là khoai khoai lang đó. Chúng ta thích cái vị nào chúng ta trộn lẫn các loại khoai với nhau. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là chúng ta có thể thay hoặc thêm các loại khoai khác tùy theo sở thích của mình ạ. Khoai sau khi chúng ta cắt xong thì chúng ta cho vào đây một tí xíu muối, khoảng một muỗng canh nướng thôi. Sau đó chúng ta đi bọc lại bằng màng bọc thực phẩm và chúng ta cho vào trong lò vi sóng. Chúng ta bấm chế độ nấu khoảng 5-7 phút là khoai chúng ta chín rồi. Đối với các bạn sinh viên mà chúng ta không có sẵn lò vi sóng thì chúng ta có thể làm như vậy. Chúng ta bọc lại và chúng ta đem đi chúng ta hấp. Để tiết kiệm thời gian thì anh đã chuẩn bị sẵn một cái phần khoai đã hấp rồi. Chúng ta tán diện khoai như vậy. Đó, mình tán như vậy ha. Dạ. Em thấy không? Dạ. Là khoai bắt đầu là hơi nhuyễn một xíu ha. Rồi, khoai sau khi chúng ta đã tán xong như vậy ha. Dạ. Bây giờ để tiết kiệm thời gian thì anh sẽ bắt ở đây một cái sửng để chút xíu chúng ta hấp khoai. Và đây là ngò rí ha, anh cắt nhỏ khoảng 5 ly thôi là vừa. Chúng ta cho vào trong khoai luôn. Tiếp theo thì chúng ta cho thịt xay vào. Chúng ta cho tôm sú, các hạt lựu vào. Nấm mèo thì khoảng 10g, tức là khoảng một tay nhỏ thôi. Trứng gà, chúng ta cho lòng trắng trứng vào trong nhân. Chúng ta nêm vào đây nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, một muỗng cà phê đường, khoảng 1/3 muỗng tiêu là được, 1/3 muỗng muối. Chúng ta trộn đều lên. Rồi chúng ta thấy cái hỗn hợp ha. Dạ. Vừa dẻo như vậy là được nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ anh Vũ sẽ định hình đúng không? Đúng rồi, bây giờ anh sẽ cho vô một cái dĩa sau lòng và mình cho chả vào thì mình hấp thôi. Mình cho vào đây một ít dầu họ đều cho hết nhưng phần nhân này vào luôn và mình nhớ nén chặt cái phần chả như vậy. Bây giờ phần chả anh đã xong như vậy thì cái nồi nước cũng đã sôi rồi. Rồi cho vào rồi em đậy lại. Thưa các bạn, chúng ta hấp cái phần chả này có cái độ dày như vậy thì khoảng trong vòng 15 phút là chả khoai chúng ta đã chín. Bây giờ là em kiểm tra mở nắp ra anh xem nào. Dạ. Anh sẽ phết trứng lên, chúng ta dùng cái cọ chúng ta phết lên bề mặt như vậy. Các bạn thân mến, sau khi chúng ta phết làm đỏ trứng vào, chúng ta không nên đậy nắp nữa. Như vậy chúng ta sẽ giữ lại được cái màu vàng đẹp của trứng. Dạ, em nhớ rồi. Bây giờ cũng chín rồi đó, nhắc ra. Bây giờ sẽ cắt chả ra thành những cái phần nhỏ như vậy. Anh cũng trang trí lên trên mặt ngò rí và một ít ớt sợi. Và đây anh sẽ cắt thử cho vị khách quý này một miếng. Rồi, đây, anh mời em dùng. Dạ, em cảm ơn anh. Cái này chắc là em phải chấm một ít nước tương Phú Sĩ đúng không? Ừ,
gần như là không cần phải nhai. Không phải là tại vì không có tôm thịt đâu nha, mà tại vì là khoai á rất là bùi, mà anh Vũ tán nhuyễn như vậy đó, cho nên là khi ăn á nó như tan trong miệng vậy đó. Còn tôm và thịt thì cũng nhỏ mà, cho nên là em ăn cảm thấy như là nó hòa quyện nó vào với nhau. Tan trong miệng luôn đúng không? Dạ đúng rồi, rất là hấp dẫn khi mà món ăn này có sự kết hợp hài hòa giữa những cái loại khoai phổ biến như là khoai mỡ hay là khoai môn nè, và bên cạnh đó còn có những cái loại thực phẩm giàu dinh dưỡng là thịt và tôm nè. Quý vị khán giả chỉ cần khéo léo một chút xíu kết hợp những nguyên liệu này với nhau theo đúng những gì mà đầu bếp Thanh Vũ đã hướng dẫn thì đảm bảo là quý vị sẽ có một bữa ăn rất ngon ạ. Với sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu thì món ăn dậy nên một mùi thơm rất là hấp dẫn, bên cạnh đó cũng rất là nhiều dinh dưỡng nữa. Chắc chắn là các bạn sinh viên có thể thực hiện món ăn này và thưởng thức cùng với bạn bè của mình. Và chúng ta cũng đừng quên là gửi thêm thật nhiều những ý kiến đóng góp hoặc là những yêu cầu về cho các đầu bếp của chương trình nhé, ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 0838237557, hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Có lẽ là anh Vũ, người đứng bên cạnh Minh Châu đây, cũng là một trong những vị giám khảo của cuộc thi trổ tài với món ngon mỗi ngày đúng không nào? Anh Vũ đã làm việc rất là vất vả để tìm ra được người chiến thắng, và quý vị khán giả cũng vậy. Chính sự tham gia nhiệt tình của quý vị đã làm nên thành công của chương trình, và chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia cuộc thi trổ tài với món ngon mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.